Trời, anh đang làm gì vậy? Hôm nay chắc giông bão quá. Em mới về hả? Vô đây ngồi đi em. Hôm nay công ty ít việc cho nên anh về sớm dọn dẹp phụ tiếp em nè. Anh có nấu cơm sẵn kìa. Anh đợi em với con về ăn luôn. Ủa mà con đâu em? À, em gửi con bên ngoại vài bữa rồi anh. Ủa mà sao hôm nay anh lạ vậy? Có gì đâu. Tại vì lâu nay anh bỏ bê vợ con quá. Anh thấy mình có lỗi quá nên dành chút ít thời gian chăm sóc cho gia đình để chuộc lỗi mà. Em cứ tưởng anh đi thay con Thi luôn rồi chứ. Thôi mà em, đàn ông ai cũng lúc này lúc nọ. Quan trọng nhất là vợ và con thôi. Anh thề á, là anh chỉ có vợ và con thôi. Thôi anh vô anh dọn cơm ăn nha, để nguội đồ ăn hết. Dạ em nghe nè chị. Alo em gái hả? Nó nghe nè, hổm rày thằng chồng còn bồ bịch gì nữa không? Dạ, mấy nay ảnh cũng thay đổi nhiều rồi chị. Cũng quan tâm vợ con hơn. Chị nói thiệt chứ, thằng Vũ không biết nó buồn mê thuốc lú gì còn kia không. Vợ đẹp con ngoan như vậy, bồ bịch chi cho khổ không biết nữa. Em cũng khổ tâm lắm chị ơi. Vợ chồng ăn ở với nhau mấy năm trời mà em không ngờ là ảnh có tính đào hoa như vậy. Cũng vì thương con nên em cũng ngậm ngùi cho qua. Chứ em cũng nản lắm chị ơi. Thôi chuyện đã qua rồi, có gì vợ chồng bỏ qua cho nhau. Đó, nó tỉnh ngộ là được rồi. Chị gọi chị hỏi thăm vậy thôi. Em làm gì làm đi nha. Dạ, em cảm ơn chị. Được rồi, bye em nha. Dạ, bye bye chị. Bà Hồng lại gọi em nữa hả? Bà nói linh tinh gì nữa vậy? Chuyện gia đình của người ta mà. Rảnh quá đi. Nếu mà anh không có tật thì làm sao anh giật mình? Thôi mà vợ, bỏ qua cho anh lần này thôi nha. Anh dọn cơm rồi, hai vợ chồng vô ăn nghe. Ừ. Đi. Em ăn tôm đi. Hôm nay anh nấu toàn món hải sản không à. Nhiều chất bổ lắm. Em ăn nhiều một chút nha. Anh cũng ăn đi nè, để có sức mà rủ Thi đi khách sạn nữa. Thôi mà em, bỏ qua chuyện cũ đi. Thôi ăn đi vợ, ăn nhiều một chút nha. Alo. Ông đang đâu vậy? Đang ở nhà ăn cơm nè. Có chuyện gì vậy? Tình hình là sếp giao cho tôi với ông nhiệm vụ là ngày mai phải đi công tác xa. Ông chuẩn bị đi. Ông có thể nào dời tôi ngày khác được không? Chứ ngày mai tôi định đưa gia đình đi chơi rồi. Không có được, công việc gấp lắm. Ông ráng sắp xếp đi, không có chuyện được đâu. Vậy nha. Làm việc không có kế hoạch gì cả. Ủa, vậy ngày mai anh đi công tác hả? Được có ngày nghỉ thôi à, mà cũng không được yên nữa. Thôi không sao đâu, công việc cơ quan thì có lúc này có lúc nọ mà anh. Đi linh tinh thì em lo, chứ công việc thì anh cứ lo đi, không sao đâu. Còn đi chơi thì dịp khác mình đi cũng được mà. Anh cảm ơn vợ nha. Chứ thật lòng, những ngày nghỉ như vậy anh chỉ muốn bên vợ thôi. Ủa, mà anh đi rồi anh ngủ khách sạn luôn hay sao? Xong việc á, anh về liền luôn. Anh đi với Tuấn mà. Đừng có nghĩ lung tung nữa. Anh chỉ có vợ thôi, tin anh đi. Thôi đừng có lo nữa, em ăn đi. Ừ. Em ăn đi. Anh thấy ở đây cũng kín đáo nè. Thôi mình vô đi. Để người ta phát hiện là chết luôn á. Thôi mình vô lẹ lẹ. Đi. Anh chị, để em dắt xe xuống hầm cho, để bị lộ á. Lộ? Lộ cái gì? Cái nhà nghỉ hú hí bên kia kìa, có vụ đánh ghen. Con vợ nó vô phòng bắt quả tang, cầm cây búa đánh mỗi đứa mỗi cái. Có dở đầu. Đùa chứ gặp em hả? Em cho can axit vô mồm tụi nó, không có mang tật. Thôi, không ở đây đâu. Đi đi anh. Ê thằng kia, mày nói linh tinh gì vậy? Mau lên lầu xem Khanh có thế nào rồi mang xuống. Dạ. Xin lỗi anh chị nha. Thằng em nó ở trên quê mới xuống, nó không biết gì hết á. Nó bị mách mát. Mà được cái là nó cũng chịu khó. Nhiều lúc nó ngồi nó cười khà khà một mình không à. Nói nôm na là hồi nhỏ nó bị té giếng. Anh chị thông cảm nha. Thôi vậy được rồi, cho tôi một phòng đi. Mời anh chị vô nhận phòng. Được rồi. Cứ để không xe đây đâu. Đi cô đưa giùm con chìa khóa. Dạ của anh đây. Nhanh lên, lẹ đi. Thôi được rồi, có gì đâu mà lo. Đi. Ê thằng ngu kia, mày nói vậy lần sau 4 đứa nào dám vào nữa. Dạ em nói vậy để tụi nó không qua nhà nghỉ bên kia á chị. Thôi vậy chứ em khôn hơn cái thằng tiếp tân bên kia à. Tốt với lần sau khách vào mày ngậm cái mồm lại, mày dắt xe vào là được rồi. Dạ. Hả? Hình như có điện thoại. Nghe đi em. Hả? Chồng em gọi. Đợi em xíu nha, em nghe điện thoại cái. Alo, em hả? Anh và Tuấn mới công việc xong, chưa ăn gì luôn á. Em chuẩn bị đi ngủ chưa? Em chưa ngủ, anh có mệt lắm không? Sao không ăn đi? Đêm nay anh ở đó luôn hả? Hay sao? Anh thì không sao. Nhưng mà anh nhớ em quá à. Anh... hay là anh về với em nha. Thôi, đường xá xa xôi, giờ khuya rồi, anh vô quán kiếm gì ăn, rồi tìm khách sạn nào nghỉ lại mai về cho an toàn nha, chứ em lo lắm. Anh biết rồi. Đi xa mới thấy thương và nhớ vợ ghê á. Thôi anh với Tuấn đi ăn nha. Khéo nịnh quá à. Anh đi ăn đi. Thôi bye em. Sớm giờ vợ tôi có gọi cho ông không? Tôi sợ nó nghi ngờ quá à. Có gì ông trả lời khéo khéo nghe. Mà nó nghe nè, ông nhớ lấy hình của tôi chụp với ông hôm qua, đăng lên Facebook cho nó đỡ nghi nha. Ok, cảm ơn ông nha. Ủa mà sớm giờ hai đứa mình vô đây có ai nhìn thấy không? Không. Em cũng không biết nữa. Em cũng mới gọi điện cho chồng bình thường mà. Hay là vợ của anh phát hiện rồi. Em ra ban công đi. Có chuyện gì cũng không được chạy vô nghe chưa? Dạ. Em quên chưa phát bao cao su cho anh. Hôm qua em phát hết các phòng luôn, còn sót lại phòng này. Ơi trời ơi. Hổng mấy anh cầm hết cái này dùng cho thoải mái hen. Dùng xong nhớ dứt sầu trác giùm em nha. Mày khùng hả? Mày biến cho tao. Thằng khùng. Sao kỳ vậy ta? Tôi chọn sống xài ta. Alo, vợ hả? Anh với Tuấn chuẩn bị đi ngủ đây. Em ngủ chưa? Anh biết rồi. Em cũng ngủ sớm đi nha. Anh yêu vợ. Em ơi, ra đi. Không có sao đâu. Cô là loại đàn bà lăng loàn. Tôi không tin hai người làm vậy trong căn phòng của tôi. Vậy cái lúc anh đi với con Thi, anh có nghĩ cho tôi không? Cái thằng mập này nó có gì hơn tôi chứ? Thì tao mập hơn mày. Bản thân mày á không noi gương được thì nói được ai hả? Hai đứa bay. Tao sẽ giết hai đứa bay. Máu. Không. 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 Anh làm gì mà anh hét kinh vậy? Bộ anh mơ thấy gì hả? Tất cả chỉ là mơ thôi. Alo, Tuấn hả? Tôi vừa mơ thấy ác mộng. Tôi bị vợ tôi cắm sừng rồi mà. Tôi vẫn còn đang điên đây. Suy nghĩ nhiều rồi nằm mơ có phải không? Chắc vui lắm ha. Bị cắm sừng chắc vui lắm ha. Thôi đi. Đã vậy mà ông còn chọc tôi nữa. Con vợ tôi mà nói cắm sừng tôi chắc tôi cho nó nhừ tử luôn á. Thôi đi, nói giỡn thôi. Chứ vợ con á vẫn là trên hết. Thôi, tôi sợ rồi. Từ đây về sau chắc không bộ bịch nữa. Nói nghe nè, vợ con vẫn là trên hết. Hãy đặt mình vào vị trí của người ta, và ngược lại thì mới hiểu được. Thôi, tranh thủ ngủ đi. Mai làm gì? Bye nha. Thôi, bye ông nha. Cảm ơn ông. Cho anh trả phòng đi em. Dạ. Bao nhiêu tiền vậy? Dạ 250 anh. Cho em gửi chứng minh. Khỏi thối cho anh. Dạ em cảm ơn anh. Bye bye anh chị nha. Lần sau nhớ ghé ủng hộ em tiếp nha. Bye bye em. Bye bye anh chị. Đi anh. Mày im. Không cần phải nói gì hết. Ok. Sao bị chửi hoại ta? Tập phim này muốn gửi gắm tới các bạn. Nếu không còn tình cảm, hãy thẳng thắn nói ra. Hoặc có những chuyện khúc mắc chưa được giải tỏa, để cả hai cùng thấu hiểu, thì nên giải bày ra hết, để cả hai cùng giải quyết. Ngoại tình liệu có phải là giải pháp tốt? Liệu bản thân có nhẹ nhàng hơn? hay chỉ làm bản thân luôn sống trong tội lỗi và ân hận? Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Nếu mình cũng bị phản bội như vậy, liệu mình có chấp nhận được không? Hay là những tổn thương chồng chất, những ám ảnh đeo đớn suốt cả đời, nếu người mình chung chăn gối đã từng một lần lên giường với người khác? Là phụ nữ, nếu đã tha thứ một vài lần mà người đàn ông không sửa đổi hoặc những gì không thuộc về mình nữa, thì nên mạnh mẽ dứt khoát để giải thoát cho bản thân. Chắc chắn gương đã dở sẽ không bao giờ lành được. Tình cảm một khi đã rạn nứt sẽ khó trở lại như trước. Hãy yêu thương và gìn giữ hạnh phúc của mình để không phải hối hận về sau các bạn nhé.